Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Lê Dương Bảo Lâm, mẹ lo bữa ăn, em trai đấm bóp khi đi quay hình. Sự thành công của Hai Ngày Một Đêm giúp các nghệ sĩ trong dàn cast nhận về nhiều sự chú ý, đặc biệt là Lê Dương Bảo Lâm. Anh gây ấn tượng với sự hài hước, duyên dáng trong cách tung hứng với đồng nghiệp. Xuyên suốt hành trình của show thực tế này, Lee Min Ho Đồng Nai luôn có sự đồng hành của mẹ ruột. Trở lại với mùa 2, nhân vật này cũng không thể nào vắng mặt. Bà luôn hỗ trợ con trai hết mình để con hoàn thành các thử thách thật tốt. Dàn cast Hai Ngày Một Đêm mùa 1 được khán giả đặc biệt yêu mến. Lê Dương Bảo Lâm có sự đồng hành của mẹ xuyên suốt hai mùa. Tuy nhiên, thêm một nhân vật đặc biệt nữa cùng hộ tống Dương Lâm trong hành trình lần này, đó là em trai của anh. Được cả mẹ và em trai cùng giúp đỡ mình trong những buổi quay, nhiều khán giả phải trầm trồ và cho rằng so với dàn cast, anh sung sướng hơn cả. Lần này Dương Lâm có thêm sự hộ tống của em trai ngoài mẹ ruột. Bằng chứng là trong một đoạn clip hậu trường được đăng tải, ekip tiết lộ khoảnh khắc ông bố ba con được chuẩn bị khẩu phần riêng. Anh cũng cho biết đây là phần ăn được chính mẹ anh chuẩn bị. Sau đó nam diễn viên còn được em trai nhiệt tình đấm bóp lưng vai, giúp anh lấy lại sức sau những thử thách vận động từ chương trình. Mẹ lo cho Dương Lâm khẩu phần ăn riêng, anh được mẹ lo lắng chu đáo. Em trai thì chăm sóc sức khỏe cho Dương Lâm. Bên cạnh là dàn cast đang chợp mắt mà không có các trợ lý hay người đồng hành hỗ trợ. Điều này càng khiến Dương Lâm như đang nhận được nhiều ưu ái hơn so với đồng nghiệp. Khán giả cũng rôm rã bình luận về khoảnh khắc này. Trong khi đó, các thành viên khác lại khá lẻ loi. Khoảnh khắc này thu về nhiều bình luận của khán giả. Thực tế, mỗi nghệ sĩ khi tham gia chương trình đều có trợ lý hay quản lý đi theo để hỗ trợ mình trong công việc, chứ không riêng gì Dương Lâm. Tuy nhiên, vì được mẹ và em trai đi theo là những người nhà thân thiết bên không khó hiểu, khi anh nhận được sự chăm sóc tận tình hơn, mẹ của anh bà Phượng từng được khán giả biết đến khi cùng đồng hành với con trai tại nhiều sự kiện hay các buổi quay hình. Mẹ ruột luôn đồng hành cùng nam diễn viên suốt mấy tháng ròng đi quay sâu xa. Cô còn lái xe chở nam diễn viên đi khắp nơi. Về em trai của nam diễn viên, anh chàng có tên Anh Quốc, hiện là sinh viên trường Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh. Cậu bạn kém anh mình 12 tuổi và trầm tính, ít nói hơn. Dù vậy, anh chàng vẫn hay được anh trai cho lên sóng trong các vlog. Theo nam diễn viên nhận xét, thì cậu em có khuôn mặt như đúc mình khi còn chưa can thiệp thẩm mỹ. Em trai được Dương Lâm cho là giống mình hồi chưa thẩm mỹ, là anh em ruột nhưng tính cách cả hai khác biệt. Hy vọng với sự hỗ trợ của mẹ và em trai, Lê Dương Bảo Lâm sẽ có nhiều năng lượng để mang đến một mùa Hai Ngày Một Đêm nhiều thành công. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này? Hãy chia sẻ cảm xúc của mình dưới phần bình luận nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.